Chào mừng các anh em đã quay trở lại, và trong nội dung của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Goro và xây dựng tối đa tiềm năng cho anh ấy. Thành thật mà nói, Goro chính xác không phải là một nhân vật hỗ trợ điển hình, vì anh ta chính là một cái nhân vật chuyên hỗ trợ thúc đẩy những cái đồng đội hệ nham, hoặc cụ thể hơn đó chính là thúc đẩy những nhân vật hệ nham có gia tăng sát thương bằng phòng ngự của mình. Keep your weapon at the ready. You never know what's around the corner. Về kỹ năng, tấn công thường của Goro không có gì đặc biệt. Kỹ năng nguyên tố, trận hình phòng thủ Inuyasha, gây sát thương phạm vi nguyên tố nham, đồng thời cắm một cái đại tướng chiến kỳ. Và đại tướng chiến kỳ này nó sẽ căn cứ vào số lượng nhân vật nguyên tố nham trong đội để mà cung cấp hiệu quả cho nhân vật đứng trong phạm vi đại tướng chiến kỳ. Một nhân vật tăng phòng ngự, số phòng ngự này nó là số cố định dựa trên cấp độ của kỹ năng nguyên tố. Hai nhân vật nham thì tăng kháng gián đoạn, và ba nhân vật nham thì nó tăng 15% sát thương của tổ nham. Thời gian kéo dài 10 giây, cooldown 10 giây. Nên là về cơ bản thì Goro hoàn toàn có khả năng liên tục đánh hỗ trợ bớp bằng trận hình phòng thủ này. Như vậy, với cái đặc tính này, để tối đa hóa cái khả năng bớp của Goro thì chúng ta cần phải có ba nhân vật nham ở trong đội hình. Và hình bớp ở trên đầu của nhân vật thì cũng thể hiện là mức độ bớp mà chúng ta nhận được. Ngoài ra, hiệu quả bớp nó vẫn tồn tại sau 2 giây sau khi mà rời khỏi cái vùng ảnh hưởng của đại tướng chiến kỳ, hoặc là đại tướng chiến kỳ hết thời gian tồn tại của mình. Như vậy thì kỹ năng nguyên tố chính là cái kỹ năng bớp cốt lõi của Goro, và kỹ năng nộ thì nó cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng mà nó có một cái khác, đó chính là nó sẽ đồng thời di chuyển theo nhân vật trong trận. Và kỹ năng nguyên tố của Goro nó sẽ có những cái đặc điểm sau. Sau khi mà thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ tạo ra hai hạt năng lượng nguyên tố nham. Thứ hai đó chính là chiến kỳ của Goro không phải là tạo vật nham, và nó sẽ không tham gia cộng hưởng với lại vách đá của John Lee. Còn kỹ năng nộ chiến pháp đột kích thì cũng giống như là mình nói ở trên. Sau khi gây sát thương thì sẽ tạo ra một cái khu vực uy nghi đại tướng. Thật ra thì nó vẫn là cái bớp kỹ năng nguyên tố thôi, và nó vẫn theo cấp độ của kỹ năng nguyên tố. Nhưng mà lần này nó có khả năng di chuyển theo nhân vật trong trận. Đồng thời cứ mỗi 1,5 giây thì nó sẽ sản sinh ra kết tinh tan vỡ, gây sát thương phạm vi nguyên tố nham. Đồng thời còn hút mạnh kết tinh từ phản ứng kết tinh trong khu vực đến vị trí của nhân vật hiện tại. Tuy nhiên là thực chiến hiện tại rất khó để mà chúng ta có thể tận dụng được các kết tinh tan vỡ này. Như vậy, mức độ ưu tiên nâng cấp kỹ năng đối với là Goro, đầu tiên là kỹ năng nguyên tố, sau đó là kỹ năng nộ, và cuối cùng có thể nâng vào một ít tấn công thương. Về thiên phú cố định thì thiên phú cố định 1 không ngại mưa gió, thì sau khi mà thi triển kỹ năng nộ, mức phòng ngự của tất cả các thành viên trong đội gần đó tăng 25%. Còn thiên phú cố định lòng báo ơn thì nó sẽ gia tăng sát thương kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nộ dựa trên phòng ngự của Goro. Về vũ khí dành cho Goro thì trong phiên bản hiện tại chúng ta chưa có bất cứ một cái vũ khí nào chỉ số phụ tăng phòng ngự cả. Và kỹ năng nộ yêu cầu đến 80 điểm năng lượng để kích hoạt, trong khi đó kỹ năng nguyên tố chỉ có khả năng tạo ra hai hạt năng lượng mà thôi. Cho nên lựa chọn đầu tiên về vũ khí đối với là Goro đó chính là vũ khí nạp. Chúng ta có ba cái vũ khí tăng hiệu quả nạp, đó chính là cung tế lễ, cung tế phong và lời thề tự do cổ xưa. Trong khi cung tế phong nó có hiệu quả nạp cao, có khả năng hỗ trợ đồng đội bằng cách tạo thêm hạt năng lượng khi mà bạo kích. Tuy nhiên lại có một cái yêu cầu khắt khe, đó chính là bạn cần phải tăng tỷ lệ bạo kích cho Goro, thì cung tế lễ lại không có yêu cầu khắt khe. Còn tiếng thở dài vô tận thì mình đánh giá không cao ở cái vai trò hỗ trợ, khi mà cái nội tại của nó tăng không nhiều đối với lại những nhân vật hệ nham, đồng thời thời gian cooldown của nó cũng rất lâu. Ngoài ra, nếu như các anh em muốn tăng sát thương nguyên tố nham của Goro thì các anh em cũng có thể sử dụng những cái vũ khí tăng tỷ lệ bạo kích, ví dụ như là cánh thiên không, cung sát xanh. Tuy nhiên là mình sẽ không đề xuất hướng build này, các anh em có thể tự mình khám phá. Về thánh di vật, phần thưởng tăng phòng ngự của kỹ năng nguyên tố Goro không hề liên quan gì tới chỉ số phòng thủ của anh ấy cả. Và phần thưởng tăng sát thương nguyên tố nham đối với lại 3 nhân vật nham trong đội hình nó cũng cố định là 15%. Và sát thương của Goro gây ra cũng không quá đáng kinh ngạc, vì vậy cho nên là về thánh di vật dành cho Goro rất là linh hoạt. Chúng ta có thể sử dụng bộ 4 giấc mộng phù hoa hoặc là bộ 4 dấu ấn ngăn cách. Thậm chí là có thể mix giữa hai bộ này lại với nhau vẫn rất là ổn. Ngoài ra, nếu như mà trong đội của chúng ta chưa có một nhân vật nào sử dụng bộ 4 nghi thức tông tất cổ thì Goro cũng hoàn toàn có khả năng sử dụng để tăng cường thêm 20% tấn công cho toàn bộ đội hình. Hoặc là có thể chơi tà đạo một tí đối với lại bộ thánh di vật 4 sao kẻ lưu đày. Với cái mũ 5 sao tăng tỷ lệ bạo kích để mà cầm cây cung tây phong, đồng hồ nạp để mà liên tục đánh kỹ năng nộ, hỗ trợ nạp cho đồng đội, thì các anh em có thể sử dụng cách build này nếu như đội hình của các anh em quá thiếu năng lượng. Còn về chỉ số chính của bộ thánh di vật, đối với là cái đồng hồ thì là hiệu quả nạp hoặc là phần trăm phòng ngự. Đối với là cái ly là phần trăm sát thương của tố nham. Đối với là cái mũ thì sẽ là tỷ lệ bạo kích.
hoặc là phần trăm phòng ngự. Ngoài ra, khi mà quá cung mệnh 4 thì Goro còn có khả năng hồi máu dựa trên 50% điểm phòng ngự mỗi 1,5 giây một lần. Thì nếu như mà bạn muốn tăng cường cái khả năng hồi phục cho Goro thì bạn cũng có thể dồn hết toàn bộ chỉ số 9 vào trong phòng ngự. Còn về chỉ số phụ của bộ thánh di vật thì chúng ta sẽ ưu tiên hiệu quả nạp để dùng, thông thường là khoảng chừng 200%. Tiếp theo thì là bạo khoảng chừng 50% nếu mà chúng ta sử dụng cung thể phong, một ít sát thương bạo và cuối cùng đó chính là phần trăm phòng ngự. Nhiều anh em lúc này thắc mắc là tại sao chúng ta lại không đập full phòng ngự cho Goro, thì phòng thủ của Goro có ảnh hưởng một ít tới tăng sát thương của kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nổ, nhưng mà nó không được chuyển đổi thành tăng thuộc tính hỗ trợ cho đồng đội. Vì vậy cho nên lợi ích của việc tăng phòng ngự đối với là Goro là tương đối thấp. Bản thân nếu như mà chúng ta vẫn còn dư chỉ số thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng vào trong hiệu quả nạp tỷ lệ bạo sát thương bạo để mà đạt được cái sản lượng tổng thể là tốt nhất. Và cung mệnh thì Goro có 3 cái cung mệnh đáng lưu ý, đó chính là cung mệnh 3, cung mệnh 4 và cung mệnh 6. Trong khi là cung mệnh 4 sẽ giúp Goro có khả năng hồi phục, thì cung mệnh 6 trung dũng như núi lại có khả năng tăng sát thương bạo kích nguyên tố nham cho toàn bộ các nhân vật trong đội ở gần. Mà nếu như mà có 3 nhân vật hệ nham trong đội, nó tăng tới 40% sát thương bạo kích nguyên tố nham. Tuy nhiên, theo cá nhân mình đánh giá thì Goro là một cái nhân vật không quá phụ thuộc vào cung mệnh. Các anh em hoàn toàn có thể nhận được hầu hết tất cả các cơ chế hỗ trợ của Goro khi chỉ với cung mệnh không. Về đội hình, nếu như mà mình nói rằng có nhiều đội hình có khả năng sử dụng được Goro thì đó chính là nói dối. Tại vì Goro là cái nhân vật hỗ trợ đã bị ràng buộc vào hệ nham với cái đặc điểm là tăng phòng ngự. Về đội hình, Goro hỗ trợ cực kỳ tốt đối với là hai DPS chính hệ nham, Arataki Ito và Noel. Ở vị trí thứ 3, thứ 4 thì chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng tùy thuộc vào kẻ thù chúng ta đối phó. Tối ưu sát thương thì sẽ là Abedo và John Lee. Còn nếu như chúng ta đồng độ với lại ma thú con có khả năng đánh bào mòn thì lúc này ở vị trí thứ 4, John Lee chúng ta có thể thay thế thành những cái nhân vật hồi máu, ví dụ như là Kokumi, Barbara, Chichi. Và khi đội hình cần năng lượng thì chúng ta có thể ghép cùng với lại Lưu Thần hay là nhà lữ hành hệ lôi để mà tăng cái tốc độ hồi phục năng lượng cho cả đội hình. Còn đối với lại Noel thì cái vị trí thứ 4 nó thoải mái hơn, tại vì bản thân Noel nó đã có khả năng tạo khiên và hồi máu rồi. Thì lúc này đặc biệt là nhà lữ hành hệ lôi hoặc là Lưu Thần lại là cái lựa chọn tốt nhất dành cho Noel. Và khi Goro mở khóa cung mệnh 6 tăng 40% sát thương bạo kích thì lúc này lại là một cái nhân vật hỗ trợ tuyệt vời cho Ninh Quang trong cái đội hình Ninh Quang, Goro, John Lee và Bennett. Nhìn chung, Goro là nhân vật hỗ trợ tăng cường sức mạnh và hiệu suất của đội hình nham, không có yêu cầu khắt khe đối với lại vũ khí và bộ thanh di vật, đồng thời hoạt động rất hiệu quả tại cung mệnh 0. Là một cái nhân vật đã nâng tầm đội hình nham lên rất nhiều, đó chính là cái đánh giá của mình. Còn các em đánh giá như thế nào về Goro? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, tạm biệt các em và hẹn gặp lại tất cả các em trong những nội dung sau.